xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì nấm đang phân lọc giống đông trùng hạ thảo. Thì nấm đang hoạt động hai người, người phụ cái thì để xử lý đốt tủ, vệ sinh cái tủ. Rồi bây giờ cái thì nấm đã chọn được một cái sản phẩm gọi là đột biến này. Ti á, tức là ti, chúng ta nhìn sơ qua là ti cái sản phẩm nó không được đồng đều, nhưng mà được mỗi cái là nó bự, ngắn là bự. Thì nấm tiến hành phân lọc để thử nghiệm được cái giống này nó như thế nào. Tức là mình trồng ở đây là không phải trồng sản xuất đại trà để đưa ra thị trường, mà bên nấm sẽ trồng một ít để thử nghiệm coi thử coi thì nó có hiệu quả hay không. Vì bước đầu mình thấy nó là đẹp, tức là trong một mấy ngàn hộp đó mà nó chỉ có một cái hộp này nó thấy hơi lạ. Rồi thì trước khi làm thì ông xử lý cái dụng cụ á, dụng cụ thì đã xử lý rồi, cũng đã đốt. Rồi, cách xử lý thì như này nè, nó nhanh gọn lẹ nè. Đây, tức là chúng ta sẽ đốt cái dụng cụ này cho nó đỏ đi. Đốt đây, đốt bây giờ cho nó đỏ. Đỏ lên luôn nha mọi người. Đỏ thì chúng ta sẽ thao tác. Nói chung thì đây thì nấm đã sử dụng khử tủ. Cái này đã đốt rồi, đã đốt chung với khử tủ rồi. Thì bây giờ đốt lại cho mọi người có hình dung nè. Đốt đỏ đây, đốt những cái kẽ cho nó kỹ đi. Nhớ là đỏ nha. Đây đỏ rồi nè. Đỏ rồi, chúng ta sẽ đốt những cái kẽ ở đây cho nó kỹ. Rồi, khi xong những cái thủ tục rồi thì chúng ta sẽ tiến hành lựa cái mẫu mà chúng ta mong muốn. Bây giờ để nấm khui ra cho mọi người thấy là cái mẫu chúng ta mong muốn, bên nấm mong muốn là như thế nào. Rồi bây giờ thứ nhất này, cái hộp á, trước khi làm á, chúng ta sẽ xịt cồn xung quanh lau sạch sẽ hết nha mọi người. Rồi chúng ta sẽ dỡ ra, đừng có phủ tay xuống. Đây mọi người thấy không, như vậy thì cái sản phẩm đây á, thấy là nó rất là ú nè. Đây rất là lớn, không đồng đều nhưng mà nấm thích nè. Đây, cái ví dụ như cây đây, chúng ta nhìn nè, nó phát triển thẳng là một nè, chiều cao thì cũng không đến nổi nè, đúng không? Ví dụ như mấy cây đây thì lùn quá nè, mấy cây dưới đây lùn quá, mấy anh này thì thẳng đẹp. Đấy, chiều cao thì thấy là ok rồi, cách nắp thì cũng khoảng cỡ 1 cm thôi. Rồi cái thứ hai nữa là nó đang trong giai đoạn phát triển, tức là đây, nó đang trong một cái giai đoạn gọi là nhổ lên ảnh cũng không dài lắm, nhưng mà mọi người thấy anh đang trong cái giai đoạn phát triển, đầu không bị ướt nhũng, không bị màu sắc, không có bị chỗ màu này màu kia. Yeah, màu của nó là rồi, mọi người thấy bắt màu đều đẹp. Rồi chúng ta sẽ tiến hành phân lọc nha. Đây phân lọc thì chúng ta sẽ xác định vị trí lấy. Rồi vị trí lấy của nó là vị trí cái đoạn này nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cắt đi. Rồi chúng ta sẽ bổ cái nấm ra. Rồi mọi người thử bổ ra thử là cảm giác nó như thế nào nha. Chúng ta sẽ cảm nhận nha. Mọi người khi mà làm quen rồi á thì mọi người sẽ cảm nhận được. Để chúng ta coi thử là cái khi mình cắt ra cái nấm nó có chắc hay không, nó sốt hay không, đặc ruột hay không. Rồi chúng ta nếu mà chúng như nấm đang xẻo nó ra nè, mình thấy cái nó chắc nè, rồi ok, rồi thì mình sẽ tiến hành mình mổ một tí xíu thôi. Đó. Rồi có người thì cắt khéo tay tí thì mình tạo ra cái vết mổ nó đẹp. Còn có người không khéo tay thì rung tay nè. Chúng ta để mà cảm giác không bị rung tay á, chúng ta tì hai cái đây lên cái tủ nè, hai cái đế tủ nè, là chúng ta không bị rung. Rồi như vậy thì đây là cái mẫu nè. Sau khi lấy cái mẫu chúng ta sẽ tiến hành
Đây, chúng ta sẽ làm trên cái môi trường thạch này. Cái môi trường thạch này là đã tạo thạch nghiêng. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành chúng ta xoay này. Rồi, chúng ta nhớ là đừng có đưa tất cả, đưa cái tay mình qua cái mặt của các cái vật dụng nha. Ví dụ đừng có đưa cái tay qua cái hũ nấm, đưa cái tay qua cái mỏ phân lọc nè. Rồi, chúng ta sẽ cố gắng chúng ta để cho nó cái đầu chai này nó cảm giác nó nguội một tí xíu đi. Rồi, khi nguội thì chúng ta sẽ tiến hành đút vô. Đút vô cắm, tìm cái vị trí, chúng ta lật cái đầu dao lại tí xíu, chúng ta quẹt nhẹ này. Rồi, ok chưa? Chúng ta sẽ chọn. Rồi, chúng ta sẽ hơ lại và chúng ta tiến hành đẩy. Đây, thì cái sẵn đây, rồi một chai đã phân lập được rồi, đúng không? Ok chưa? Thì chúng ta sẽ đưa qua bên cái người phụ á, tiến hành buộc cái dây báo. Ví dụ như cái sản phẩm này mình cắt ra rất là nhiều rồi. Đây, bây giờ còn nè nha. Còn nếu mà mọi người muốn kỹ nữa, sợ nó bề mặt á, chúng ta cần thì chúng ta khoét thêm một cái lớp mỏng này, giống như chúng ta bỏ sợ nãy giờ bụi á. Rồi, thì tùy mỗi người có mỗi cái cách làm. Khi làm xong thì dao chúng ta sẽ khử như thế. Cái dao này thì đã khử rồi nè. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành móc thêm một tí thì rồi, bên kia chúng ta sẽ tiến hành cột dây báo lại nha. Cột dây báo lại rồi anh này. Rồi, này chúng ta đây, khi mà đưa chúng ta đừng có đưa ngang cái tay qua, chúng ta đưa né đây. Rồi, chúng ta sẽ để vô, lật cái mũi dao lại cũng được, tùy có mọi người thao tác cái nhanh là được rồi. Rồi, chúng ta lấy ra xong rồi chúng ta sẽ hơ kỹ lại và tiến hành nhét cái bông. Đây nè, khi mà chúng ta làm xong rồi nha, để cái chai này nè, chúng ta đi đó, chúng ta cắm đi, để ở dưới đẩy nha, chứ không ai chụp cái đầu đẩy nó, để ở dưới đẩy. Để xong rồi chúng ta sẽ tiến hành thử cái đốt cái dao để ở đây. Rồi, như vậy thì cái này là coi như là mình thấy cái con mẹ nó như thế này, tức là nắm giải thích cho mọi người dễ hiểu hơn là phân lập là để làm gì, là để tạo ra cái sản phẩm con nó giống con mẹ. Nhưng mà bây giờ mình tìm thử là nhiều khi ở trong này nó có cái con nào đẹp hơn nữa, đúng không? Bây giờ mình làm hai cái thôi, một ở trong này mình thấy còn nhiều nè. Ví dụ cái cây đây nè, cây hồi nãy thì nó hơi ngắn hơn, nhìn nó dài, nhưng mà cây đây nè, coi thử chân nó có chắc chắn hơn. Rồi, nếu chúng ta thấy đẹp thì chúng ta sẽ quay thử cái nó mà. Rồi, chúng ta thấy đẹp đúng không? Đẹp thì chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ mổ nó ra. Dứt khoát nha, làm thì dứt khoát các mọi người. Đừng có làm mà rung rung cái tay là mai mốt nó khó cắt lấy cái mẫu. Đây, giờ nắm thấy nè, cắt nè, nhìn thấy nó chắc chắn nè. Rồi, tay sẽ mổ ra. Còn nãy nắm nói rồi, ai quen tay thì mổ đẹp. Rồi, để đây, ai không quen tay thì mổ nó rung rung, nó xấu. Còn có người mổ cục thiệt to, người mổ cục nhỏ. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành đúc ra đây. Rồi, như vậy thì đây là kỹ thuật cơ bản của quá trình phân lập giống. Giống đông trùng hạ thảo, mọi người thấy. Rồi, qua tiến hành cột dây báo nha. Cột dây báo, lấy dây báo của cột tỉ nha. Nếu tại sao chúng ta khi hấp chúng ta buộc dây báo nè, khi rồi khi cột chúng ta cái xong chúng ta cũng cột lại dây báo, là vì sao? Là vì là những cái kẽ này nè nó dễ bị nhiễm, ta cột bảo vệ kỹ. Rồi, như vậy thì Nấm đã chia sẻ với mọi người về cái cách phân lập giống đông trùng hạ thảo, và cái kỹ thuật này cũng như bào ngư cũng vậy thôi. Tất cả các loại nấm khác thì hầu như là nó cũng tương đương cái cách làm ấy, chủ yếu là ta lấy cái mẫu thôi, rồi cái điểm cắt. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người nhiều sức khỏe. Thì Nấm sẽ kết thúc cái video ở đây. Nếu mọi người có thắc mắc gì về vấn đề kỹ thuật hay là giống gì đó, Nấm thì chiên ngày xưa giờ Nấm làm bào ngư là nhiều hơn, còn đông trùng thì Nấm làm chung với anh Vĩ. Nấm hay đi Kiên Giang xuống anh Vĩ làm.
cho mọi người ha, đẹp kiếm đẹp thì mình làm cái đẹp thôi, ok chưa? Rồi cái này nó vẫn còn cắt được nè, rồi năm cắt ra nữa. Đấy, thì sẵn mình gọn bỏ cái đây cũng được, vì cái mặt hồi nãy giờ mình để mình sợ nó bị khô á hay là bị nhiễm. Rồi làm thêm chai nữa kết thúc cái video nha mọi người. Đấy, nhớ đừng cái tay đừng có đụng gì vô trong này nha. À, cái tay đó chúng ta cầm cũng cách xa ra, làm sao đừng có đụng vào nó là được rồi. Đấy, chúng ta khi cầm cái chai chúng ta đây nè. Đấy, rồi chúng ta sẽ tiến hành để rồi cái mẫu đây thì khi mình hết lấy rồi thì thôi mình bỏ tay qua, mình dơ qua dơ lại gì cũng được. Rồi, nó sẽ kết thúc video ở đây nha mọi người.